Tôi đang có mặt ở phố Hàng Đồng. Dọc con phố có rất nhiều các gian hàng bày bán những sản phẩm thủ công mỹ nghệ chế tác từ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là mô hình thu nhỏ của con phố Hàng Đồng trên thực tế ở trong lễ hội phố nghề làng nghề Thăng Long Hà Nội. Và hãy cùng với tôi khám phá xem lễ hội này có gì đặc sắc nhé. À, phố Hàng Quạt nối tiếp ngay sau phố Hàng Đồng. Thực tế ngày nay ở trên phố Hàng Quạt thì không bày bán nhiều sản phẩm quạt nữa. Thế nhưng mà ở trong lễ hội này thì chúng ta có thể cảm nhận được không khí của phố Hàng Quạt ngày xưa. Con chào bà. Vâng. Bà đang đan quạt đây à? Vâng. Đây là bà đang đan cái quạt nan này đây, hay đang là cái quạt, quạt lá đề đấy ạ? À, đây đây. Vâng. Cái này gọi là quạt lá đề. Vâng. Đây là mình nghề là ở đâu, ở làng nào bà? Đây là nghề ở làng Tràng Sơn, Thạch Thất. Có phải là các cụ truyền lại nghề cho mình không bà? Vâng. Từ ngày xưa đến giờ thì là truyền thống hàng trăm năm. Dạ. Thế ngày xưa mình có bán quạt ở trên phố Hàng Quạt không bà? Cũng có đấy ạ. Đấy, ngày xưa có phải là trên phố Hàng Quạt là chỉ bán các cái sản phẩm khác nhau từ quạt không bà? Vâng, từ Hàng Quạt là 2-3 thứ quạt ạ. Dạ. Giống như phố Hàng Quạt, trên phố Hàng Nón ngày nay cũng đã vắng bóng hình ảnh những chiếc nón lá. Có lẽ bởi nón lá không còn phù hợp với những người con gái Hà Nội hiện đại nữa. Nhưng trong lễ hội này, những chiếc nón lá được thêu tay khéo léo lại trở thành một món quà lưu niệm được khách tham quan đặc biệt thích thú. Hôm nay mình bán được nhiều nón chưa chị? Bán đến phải được hơn 1.000 sản phẩm. Hơn 1.000 chiếc rồi? Wow! Ngoài những phường nghề phố nghề ở khu vực trung tâm, Thăng Long xưa còn có nhiều làng nghề nức tiếng ở khu vực xung quanh kinh thành. Nhiều làng nghề đến nay vẫn giữ được nghề truyền thống của mình. Và đến với lễ hội chúng ta có thể thấy được hình ảnh của những làng lụa Vạn Phúc, làng mỹ nghệ Sơn Đồng hay làng gốm Bát Tràng. Đến thăm khu trưng bày của làng Bát Tràng, được sự hướng dẫn của bác nghệ nhân làng gốm, tôi đã thử trổ tài làm thợ gốm xem sao. Quay bản rồi xong là giữ tay cho nó cho. Không là phải dùng chân để quay, chọc sâu nữa. Chọc sâu nữa. Kéo lên. Ấy lại đè rồi, đè ra thành đĩa rồi. Thành đĩa rồi. Khó lắm. Đấy. Khó lắm. Thôi, chị thua, chị thua. Rồi, kết thúc. Các bạn thấy thế nào? Đây là công sức của tôi sau một hồi tu luyện với nghệ nhân. Ban đầu là ý định là chú dạy tôi là muốn làm một cái chiếc bát. Thế nhưng bây giờ thì không hiểu nó thành cái gì. Tạm thời cứ gọi nó là một cái, có thể là gạt tán hay là một cái bát cũng được, không sao. Và một sản phẩm đơn giản đã khó rồi. Thì để tạo ra được những cái sản phẩm với cái mức độ chi tiết cao như thế này thì chắc hẳn là những cái người nghệ nhân phải mất rất nhiều công sức của mình. Bên cạnh tôi lúc này là một tác phẩm gốm sứ vô cùng độc đáo do những người nghệ nhân làng gốm Bát Tràng thực hiện để chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Một đôi rồng mô phỏng hình thức rồng thời Lý với chiều cao khoảng 9m và chiều dài gần 35m được hợp thành từ những sản phẩm gốm khác nhau với 4.000 chiếc đĩa sứ, 2.000 chiếc cốc sứ và 400kg gốm. Trong lễ hội này, tôi còn may mắn được tham gia cuộc thi thổi cơm rất thú vị của làng Lương Quy đến từ Đông Anh, Hà Nội. Trong cuộc thi này, ngoài việc trổ tài giã gạo, nấu cơm khéo léo, trai làng Lương Quy còn phải thể hiện khả năng biết kéo lửa từ gỗ, dây thừng và mùn rơm. Theo tôi thì có lẽ đây là phần khó nhất. Mục đích của việc vò rơm là để lấy được những mùn rơm như thế này và sẽ làm mồi lửa rất tốt. Trong cuộc thi thổi cơm thì tất cả các trai làng phải kéo mồi lửa. Họ chỉ sử dụng những công cụ rất là thô sơ. Hãy xem họ có thể tạo ra lửa được hay không. Đây có khói rồi, cố lên. Khói đang bốc lên và bây giờ mọi người rất là hợp chờ đợi xem có lửa hay không. Thế cứ đứng thay nhau cầm cơm thế này à? Ngày xưa khi mà Thánh Gióng đem quân đi đánh giặc Ân thì quân lính của chúng ta đi với tốc độ rất thần tốc, do đó họ phải vừa đi vừa thổi cơm. Và lúc này thì những chàng trai của chúng ta cũng đang làm như vậy. Theo thời gian thì những phố nghề làng nghề đã có rất nhiều những thay đổi. Hà Nội ngày nay hiện đại hơn rất nhiều so với Thăng Long cổ kính xa xưa. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng dù cuộc sống có văn minh và hiện đại đến mấy thì Thăng Long Hà Nội không thể nào thiếu đi được những nghề thủ công truyền thống và bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân, bởi những điều đó đã trở thành một phần văn hóa rất đặc sắc của mảnh đất nghìn năm tuổi này.